Ngày 25 tháng 2, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã nắm thông tin việc ông Trần Văn Thương nhậu xỉn lái xe, bị xử phạt 46 triệu đồng qua báo chí. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản từ ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi về quyết định xử phạt lỗi kép say xỉn, không xuất trình bằng lái của ông Thương khi lái ô tô. Đầu tuần tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ yêu cầu ông Thương báo cáo. Trong khi đó, ông Vũ Tá Long, Chánh Văn phòng tỉnh ủy Đắk Nông, cũng cho biết nắm thông tin của báo chí, chưa nhận được văn bản ngành chức năng Quảng Ngãi, tường trình từ ông Thương. Cũng theo ông Long, Thường trực tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền của Đảng và pháp luật của nhà nước việc ông Thương nhậu xỉn lái xe, bị phạt 46 triệu đồng. Theo ông Long, ông Thương là giám đốc sở nên sẽ báo cáo với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời sẽ có tường trình với Thường trực tỉnh ủy. Tùy theo mức độ vi phạm, tính chất vụ việc mới có hướng xử lý vi phạm. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông thông tin người lái ô tô có nồng độ cồn mức trên 0,4mg trên 1 lít khí thở, ngoài xử phạt hành chính còn bị tước bằng 23 tháng. Cán bộ, đảng viên vi phạm quy định về nồng độ cồn, vượt tốc độ bị xử phạt, cơ quan chức năng sẽ gửi quyết định xử phạt về đơn vị nơi người vi phạm công tác. Đối với người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, hành vi kê khai, cung cấp thông tin không đúng sự thật sẽ bị xem xét theo quy định của Đảng và luật cán bộ, công chức hiện hành.